đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng bảng lương riêng, đãi ngộ phù hợp cho nhà giáo. Chính sách tiền lương đối với nhà giáo là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến trong phiên thảo luận về dự án luật nhà giáo sáng 20 tháng 11, ghi nhận từ VTV Online. Đại biểu Thạch Phước Bình, tỉnh Trà Vinh cho rằng chính sách tiền lương đãi ngộ đối với nhà giáo vẫn chưa tạo động lực mạnh mẽ, chưa phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Về điều 27 về chính sách tiền lương, đại biểu đánh giá quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp là chưa rõ ràng, dễ dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau. Các phụ cấp ưu đãi nghề chưa đủ hấp dẫn, đặc biệt đối với nhà giáo công tác ở vùng sâu vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Việc ưu tiên nhà giáo ở các ngành nghề đặc thù còn thiếu cơ chế cụ thể về mức độ ưu tiên khiến chính sách khó thực thi đồng bộ. Nhà giáo không cảm thấy được đảm bảo về thu nhập, đặc biệt ở các vùng khó khăn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt giáo viên ở những nơi này, đại biểu tỉnh Trà Vinh phân tích. Từ đó, đại biểu đề nghị xây dựng bảng lương riêng cho nhà giáo, đảm bảo mức lương cao hơn rõ ràng so với các ngành khác trong khối hành chính sự nghiệp, tăng phụ cấp ưu đãi nghề đặc biệt ở các khu vực khó khăn với tỷ lệ phụ cấp từ 50 đến 100% tùy theo mức độ đặc thù của từng địa phương. Quy định rõ mức độ ưu tiên và cơ chế thực thi cho nhà giáo, ngành nghề đặc thù, đảm bảo công bằng, hiệu quả. Về chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian làm việc tại Điều 30 và Điều 31, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng chính sách nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu, chỉ áp dụng cho một số đối tượng có thể tạo ra sự bất bình đẳng trong đội ngũ nhà giáo. Quy định về kéo dài thời gian làm việc mà chưa xem xét đầy đủ nhu cầu và nguyện vọng của nhà giáo ở các bậc học khác nhau ngoài đại học. Từ đó, một số nhà giáo giỏi không có cơ hội cống hiến thêm, trong khi đội ngũ kế cận chưa được chuẩn bị tốt. Đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu, bao gồm nhà giáo ở tất cả các bậc học và vùng khó khăn. Xem xét kéo dài thời gian làm việc không chỉ cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, mà còn cho những nhà giáo có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giảng dạy. Đại biểu Thượng tọa Thích Thanh Quyết, tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị lương của nhà giáo phải được tính toán sắp xếp để dù ở khối trường công hay trường tư, ở thành thị hay nông thôn hay miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng phải có mức tương xứng, đủ sống mới phát huy được chuyên môn, tâm huyết, sở trường của mình. Đại biểu đề nghị giao cho chính phủ quy định cụ thể về vấn đề tiền lương của nhà giáo đảm bảo cao nhất trong khối các cơ quan hành chính sự nghiệp. Luật cũng có định hướng về nguyên tắc để chính phủ xây dựng chính sách tiền lương, tốt nhất có một thang bảng lương riêng để nhà giáo, cụ thể hóa các quan điểm của đảng và của Quốc hội. Cùng quan điểm với các ý kiến trên, đại biểu Hoàng Văn Cường, thành phố Hà Nội cho biết, đội ngũ nhà giáo chiếm 70% số lượng viên chức, trong khi hiện đang áp bảng lương đội ngũ viên chức cho đội ngũ nhà giáo. Theo đại biểu này, kể cả có nâng thành mức cao nhất trong bảng thì vẫn là không phù hợp. Vì vậy, cần xây dựng bảng lương riêng để phù hợp với đặc điểm, vị trí công việc của nhà giáo. Cần quy định nhà giáo là đối tượng được mua nhà ở xã hội như đối với sĩ quan trong quân đội. Chế độ tiền lương cần bù đắp thỏa đáng hao phí lao động để nhà giáo yên tâm công tác, ông Cường đề nghị. Về quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, đại biểu cho rằng cần bổ sung nhà giáo không chỉ nêu gương trong hoạt động nghề nghiệp, mà phải mẫu mực trong sinh hoạt cộng đồng, chuẩn mực trong các hành vi ứng xử xã hội. Đồng thời cần quy định nhà giáo được ưu tiên trong các hoạt động xã hội, phải cấm các hành vi, lời nói xúc phạm đến nhà giáo trong mọi trường hợp. Nhà giáo phải được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự, không chỉ trong hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, mà phải được tôn trọng mọi nơi, mọi lúc. Xây dựng mức lương cao nhất để thu hút nhân tài cho ngành giáo dục. Theo đề xuất của chính phủ tại dự thảo luật nhà giáo, chính sách tiền lương của nhà giáo được bố trí ưu tiên, trong đó lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các khoản phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng, theo quy định của pháp luật. Nhà giáo tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27. Theo báo Quân đội Nhân dân, nhà giáo cấp học mầm non, nhà giáo công tác ở nơi đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo,
nhà giáo trường chuyên biệt, trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập, nhà giáo là người dân tộc thiểu số và nhà giáo ở một số ngành nghề đặc thù, được ưu tiên trong chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với các nhà giáo khác. Nhà giáo tuyển dụng xếp lương lần đầu được xếp tăng một bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Thảo luận về nội dung này, đại biểu Trần Văn Thức, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, mức lương phụ cấp của nhà giáo hiện nay chưa tương xứng với hoạt động nghề nghiệp, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội, chưa đủ để đảm bảo mức sống, nhất là với giáo viên trẻ mới vào nghề, sống ở khu vực đồng bằng, thành phố. Áp lực về thu nhập là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng không thu hút được người giỏi vào ngành sư phạm, địa phương thiếu nguồn tuyển dụng để bổ sung giáo viên còn thiếu và chuẩn bị đội ngũ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy, đại biểu Trần Văn Thức nhất trí với việc dự thảo luật thể chế hóa chủ trương của Đảng về việc xếp lương cơ bản của nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị làm rõ quy định chính sách với nhà giáo theo dự thảo luật có áp dụng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập không, nếu có thì ai là người chi trả. Đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tán thành cao với việc lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Cùng với đó, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh, quan điểm việc xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương phải đi kèm với chất lượng của nhà giáo, bởi tầm quan trọng, vai trò quyết định của hệ thống giáo viên đối với nâng cao chất lượng giáo dục có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, về chế độ chính sách trong điều động nhà giáo, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị cân nhắc kỹ. Theo dự thảo luật thì trường hợp điều động nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục công lập, nếu chế độ chính sách ở vị trí công tác cũ cao hơn chế độ chính sách ở vị trí công tác mới thì được bảo lưu các chế độ chính sách của vị trí công tác cũ trong thời hạn tối đa là 36 tháng. Theo đại biểu Dương Khắc Mai, chính sách điều động nhà giáo cần phải tương đồng với chính sách về cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành lĩnh vực khác. Đại biểu nêu ý kiến bảo lưu chế độ chính sách trong thời hạn 6 tháng hoặc hơn, nhưng không phải là tối đa 36 tháng. Tranh luận với đại biểu Dương Khắc Mai về nội dung này, đại biểu Đỗ Huy Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai lập luận. Chúng ta đang thực hiện thu hút nhân tài cho ngành giáo dục. Nếu điều động những nhà giáo, những cán bộ quản lý giỏi ở các trường về cơ quan chuyên môn của ngành giáo dục để làm việc, nhưng thu nhập thấp hơn thì rất khó thu hút. Đại biểu Đỗ Huy Khánh phân tích, cán bộ quản lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ được hưởng phụ cấp chức vụ là 25%. Trong khi đó, người được điều động về sở, phòng sẽ bị mất phụ cấp đứng lớp từ 30 đến 35% và phụ cấp thâm niên. Lấy ví dụ cụ thể hơn, đại biểu nói, một giáo viên khi ở trường được hưởng mức lương khoảng 10 triệu đồng, nếu được điều động về cơ quan quản lý chuyên môn sẽ chỉ còn được hưởng khoảng 7 triệu đồng. Tranh luận lại với đại biểu Đỗ Huy Khánh, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh quan điểm tán thành cao với các chính sách ưu tiên với nhà giáo trong dự thảo luật. Đại biểu chỉ đề nghị cân nhắc thấu đáo về dự thảo quy định bảo lưu chế độ chính sách của vị trí công tác cũ trong thời hạn tối đa 36 tháng để cân đối nguồn lực và cân đối giữa ngành này với ngành khác, giữa lĩnh vực này với lĩnh vực khác. Đại biểu lấy ví dụ về người làm việc trong ngành y tế phải trải qua thời gian đào tạo dài rất khó khăn. Ngành y tế cũng phải thuyên chuyển như vậy, nhiều ngành khác cũng thực hiện thuyên chuyển. Do vậy, chính sách cần phải đảm bảo hài hòa, hợp lý. Thank you.